Hello, xin chào cả nhà nha. Mình nghe cái thằng em nó câu được con cá sấu vàng đó, mình chạy vô mình quay trực tiếp quay cho cả nhà xem nha. Nghe nó bắt được con cá sấu vàng đó, cả nhà. Cái này chạy nữa coi được sao. Câu được con cá sấu vàng nha, chạy phá hả rồi đây. Tới rồi cả nhà, cũng hơi xa nha cả nhà. Chào anh. À, hiện tại em cũng vừa tới đây là nghe nói anh tính nè, anh cũng có quay anh một cái clip nè, anh đông đái được con sủ nè cả nhà, sủ vàng nha cả nhà. Đâu anh đông đái hay làm câu đông đái rồi có sủ vàng cả nhà ơi. À, đây được để xem coi. Này khoảng mấy ký anh? 3 ký mấy mình chục. Sủ vàng, sủ vàng. Cả nhà ơi, cái sủ vàng này cả nhà. Này là câu hoa đông đá nó vô. Thấy sủ vàng chưa? Thấy sủ vàng không cả nhà? Có ai mua nhu cầu cái gì đăng lên cho cả nhà xem rồi xuống mua ảnh nha. Này là giá bao nhiêu vậy anh? 3 triệu một ký nè. Còn đứa con kia là 4 triệu bán rồi. À, 4 triệu bán rồi phải không? Ừ. Đây. Tại nó theo số ký mà. Này là anh nói là 3 triệu một ký nha cả nhà. Con này 3 ký mấy. Đây để mình coi số vàng này nha cả nhà. Ngày bữa con anh kia cũng làm được con nữa, dòng sông này được nay là được 2 con ha anh. Ừ, đứa em bắt được con 4 triệu ký. Nó theo theo số ký mà, theo tiền là theo số ký á. À, theo tiền là theo số ký. Này là 3 ký mốt hả? 3 ký mốt 50. 3 ký mốt 50. Là 3 triệu là chắc giá 3 triệu luôn ha anh. Ừ. Chắc giá 3 triệu ký. Đó cả nhà thấy không? Là sao nó vô ta hết hồn luôn ha anh. Bình thường thôi. Mà hả đây là con này nó con thứ hai hả ta? Ừ, con thứ hai. Con kia là hả mình nghe mà mình quay không được nha cả nhà. Nay nghe anh Chính anh nói anh đưa đóng được con cá sấu nè. Con kia hơn số ký còn nặng ký á. Con kia là bữa 4 ký mấy mà cũng có người mua rồi. Con giờ kia con này 4 ký 2. 4 triệu ký. Thì nó theo số ký vậy, con cá sấu này theo số ký là theo số tiền á. Này con này con đực hai cái vậy. Đực chứ. Sủ đực mà. Sủ đực nha cả nhà, không phải sủ cái nha. Nó gì đây là một cặp đó ha. Là anh đóng hồi nào nó vô đây anh? Vô ngày nay. Ngày nay được con này. Ngày này là 3 ký mấy là cũng được ha. Cả chục triệu ha. Đó, anh anh này anh cũng có quay ảnh mấy lần rồi nha, mình nơi đóng đái mình không có quay ảnh.
Đây, nghe ảnh đặt lên nè, mình xuống mình quay cho cả nhà xem nè. Sủ vàng, dép vàng nữa. Sủi vàng rồi dép vàng luôn. Anh này hả, mình cũng đóng còn lịch cũ còn một cái rưỡi mà mình không có quay được nha cả nhà. Này quay cái sủ này cho cả nhà xem nè. Hàng này Đây, là hàng hiếm nè, hàng hiếm nha cả nhà, không có đâu nha. Hàng bao này tử nó mắc, là nó mắc cái bao tử đó. này là mấy chục năm rồi mới mới về được hàng Nó cắt mắc nè. là cái bong bóng của nó đó. Đây sủi vàng đàng hoàng nha cả nhà. Đây, chút mà mình chụp hình gửi lên nha. Rồi cái giải nó đã quá anh ơi. Mới vừa vô luôn nha cả nhà, cái chát luôn á. Mới vô tủ lạnh luôn. Vậy là sáng nay anh đóng có gì không? Hay có con này à? Có được ký mấy tôm mà ít cá. Cá này là hàng hiếm mà, Hiếm mà dễ gì kiếm được cái này. Lâu lắm mới gặp lại chứ. nếu mà nói đóng đá thì anh đóng 20 mấy năm là mới vô cái này. Rồi hồi trước nữa anh đi lưới dưới ông già thì có vô, bà con cũng nhỏ à, ký mấy gì đó. Đó hồi trước thì có, từ hồi đóng đá giờ là 20 mấy năm trong nghề mới có con cá này. Bữa em lưng câu được con cũng 4,2 kg, nó bán rồi, nó bán là cái bong bóng đó. Nó xuống tầm mổ là lấy bong bóng rồi, còn thịt thì người ta bán rẻ là ăn, ta lấy bong bóng Rồi rồi nó mất bong bóng. bữa thằng em kia cũng có một cao một con bốn cái bốn cái máy mà gì, người ta lấy cái bong bóng không ha anh, Lấy bong bóng thịt ta bán rẻ lại cho anh ăn, chỉ bán là cái bong bóng thôi nha cả nhà. thì Đây cái này nó mất cái bong là bóng 3 rồi. triệu một ký nha. Đó, để review cho cả nhà xem nè. Vàng từ trên xuống dưới luôn nha. Ba ba ký mấy. Vậy chưa? Rồi. Nhóc đi học. Rồi. Rồi. Chào cả nhà nha, cả nhà. Đây thì mình đăng lên cho cả nhà xem nha. Đăng cái nhà xem ảnh nha, giờ anh cuốn vô rồi anh bỏ tủ lạnh để bảo quản cái con cá cho nó hạt là thôi. Để bong bóng mà anh em nào có nhu cầu thì đến xã Long Thọ ha anh. Nếu mà ý là anh tay nào lẻ thì còn có là cầm thì ở dưới quê chạy lên lấy. Xã Long Thọ. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Chào cái tay. Rồi cảm ơn anh nha. Thôi mình cũng về luôn. Anh thả lên mạng ra thấy hả? Thấy nãy thấy lên mạng đó. Chứ em có quay đâu có ấy đâu. Bữa tính cũng ra ghe anh quay nè. Hôm nay sao xui không có đi nha cả nhà, anh chạy vô rồi mình quay nè. Rồi thôi mình cũng về, anh cũng đưa con đi học rồi. Đi học.